Thì ok, hello mọi người, lại là mình Khoa Beta đây. Thì hôm nay mình sẽ thử Miram đang ở C2 nha mọi người. Thì ok, mình sẽ test cái lệ Miram đang ở C2 luôn cho mọi người xem nha. Mọi người xem video nhớ like cho mình nha mọi người. Tại vì mình chạy cũng hơi mệt luôn á. Mọi người nhớ like nha. Thì ok, bây giờ mình sẽ Miram.